Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại tiếp tục quay trở lại với Xem bóng đá là có tiền của mình. Hôm nay mình sẽ nhận định cho các bạn trận đấu sớm giữa hai câu lạc bộ, đó chính là Stuttgart cùng với lại các cầu thủ Mainz 05. Trước khi vào những cái nhận định chính của trận đấu ngày hôm nay thì mình chúc mừng tất cả những anh em nào trong nhóm Zalo của mình, trong nhóm Telegram của mình ngày hôm qua cũng đã ăn những kèo bóng mình đưa cho mọi người. Tuy rằng là ngày hôm qua mình hơi bận một chút và không lên được video cho anh em, nhưng mình cũng đã đăng kèo ở trên cái kênh YouTube trên tab cộng đồng cho anh em, và những cái kèo đó thì cũng đã ăn full anh em nhé. Anh em nào chưa kết bạn Telegram cũng như là Zalo với mình thì hãy kéo xuống phần mô tả của mỗi video kết bạn với mình. Mình sẽ đưa các bạn vào trong nhóm bóng để kèo 24/7. Các bạn cũng có thể nhìn thấy là ở ngay trên hình ảnh đây thì mình cũng có để cái ID Telegram của mình. Các bạn có thể tải ứng dụng Telegram ở trên CH Play hoặc là App Store về. Sau đó thì các bạn đăng ký xong, các bạn ấn H A Quyền 1984 thì các bạn sẽ tìm thấy mình thôi. Sau đó thì nhắn cho mình cái tin thì mình đưa các bạn vào trong nhóm để kèo 24/7 các bạn nhé. Ok, thì cái trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2:30 rạng sáng ngày 27 tháng 11 năm 2021. Thi đấu thì ở trên sân nhà của các cầu Stuttgart. Liệu rằng là ở cái trận đấu này thì khi mà phải tiếp đón một Mainz 05 đang có một cái phong độ thi đấu cũng khá là ổn định thì các cầu thủ Stuttgart có thể giành lại được cái khủng hoảng của mình hay không, khi mà trong thời gian gần đây thì các cầu thủ Stuttgart đang cực kỳ khủng hoảng. Ở thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Stuttgart đang đứng ở vị trí áp chót, vị trí thứ 16 trên 18 của bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga. Tính đến thời điểm hiện tại sau 12 vòng đấu, họ mới chỉ có 2 chiến thắng, 4 trận hòa cùng với lại 6 trận thua. Tổng số bàn thắng họ ghi được là con số 16 và số bàn thua đó chính là 22, đang âm 6 bàn và đứng có 10 điểm các bạn nhé. Nếu như họ không cải thiện được cái phong độ của chính mình thì trong những trận đấu tiếp theo, trong những vòng đấu tiếp theo thì khả năng mà VFP Stuttgart sẽ phải chia tay với lại Bundesliga của mùa giải sắp tới, nó là điều đương nhiên các bạn nhé. Đối thủ của họ hôm nay là một Mainz 05. Mainz 05 thì luôn luôn là một đội bóng tầm trung của giải vô địch quốc gia Đức, khi mà Bundesliga thì từ trước đến giờ Mainz 05 luôn luôn xếp ở dưới top 10 và thi đấu cũng khá là ổn định. Thì trong 12 trận đấu vừa qua thì Mainz 05 đang có 5 chiến thắng, 3 trận hòa cùng với 4 trận thua. 16 bàn thắng là họ ghi được, còn để thủng lưới 12, đang dương 4 bàn có 18 điểm. Thì ở cái vị trí 7, 8, 9 này thì đều là có 18 điểm nhưng chỉ hơn nhau về hệ số bàn thắng bàn thua thôi. Đứng ngay bên trên họ ở vị trí thứ 5, thứ 6 thì cũng có 20 điểm thôi, chính là cách biệt với lại cái top trên của các cầu thủ Mainz 05 nó là không đáng kể. Thì ở trong trận đấu này khi mà đến làm khách trên sân nhà của các cầu thủ Stuttgart đang có một cái phong độ thi đấu cực kỳ là tồi tệ, thì ở rằng Mainz 05 có thể giành trọn vẹn 3 điểm hay không, chúng ta hãy cùng phân tích một số cái thông tin. Ở cái lịch sử đối đầu cũng như là cái phong độ thi đấu gần đây của cả hai đội, thì phong độ thi đấu gần đây các bạn cũng biết rồi, Stuttgart trong 6 trận đấu gần đây nhất thì họ đã không thể thắng, họ đang có 4 trận thua cùng với lại 2 trận hòa, còn các cầu thủ Mainz 05 thì đã có một cái chuỗi bất bại trong 5 trận đấu liên tiếp gần đây rồi, họ đang có 3 chiến thắng cùng với lại 2 trận hòa. Những cái trận đấu mà hai đội gặp nhau trước đây thì từ năm 2017 đến năm 2021 hai đội gặp nhau 6 lần thì không có một kết quả hòa nào cả. Có 4 chiến thắng nghiêng về phía các cầu thủ Mainz 05 và 2 chiến thắng gần đây thì nghiêng về phía các cầu thủ Stuttgart. Những chiến thắng gần đây vào năm 2020 và 2021 vừa rồi ấy, thì Stuttgart đã thắng trước các cầu thủ Mainz 05 với tỷ số 2-0 và 4-1. Cùng đều là ở cái giải Bundesliga. Những trận đấu gần đây của Mainz 05 thì họ có một trận hòa trước các cầu thủ Mönchengladbach, một trận hòa trước Köln, còn trước đó thì họ có những chiến thắng trước các cầu thủ Arminia, trước các cầu thủ Augsburg. Còn Stuttgart thì trong những trận đấu gần đây họ để thua những cái đối thủ cũng đánh giá khá là mạnh hơn, đó chính là thua trước Dortmund này, Arminia, thua trước Augsburg, thua trước Köln. Trước đó thì họ có hai trận hòa trước Unionia Berlin cùng với lại Mönchengladbach. Thì nếu như để mà xét về cái lịch sử đối đầu, về cái tương quan, về cái phong độ thì tất cả mọi người trong thời điểm hiện tại thì đều đang nghiêng về phía các cầu thủ Mainz 05. Nhưng theo mình đánh giá là trận đấu này sẽ là một trận đấu khá là cân sức, khi mà các cầu thủ Stuttgart cũng bắt buộc phải giành được điểm ở trên sân nhà của chính mình thì khả năng ở trận đấu này sẽ có một kết quả hòa rất là cao.
chúng ta sẽ thông qua luôn xem là cái thông tin lực lượng của cả hai câu lạc bộ thì có thiếu vắng đi nhiều hay không. Về phía các cầu thủ Stuttgart thì ở trong trận bóng này họ sẽ thiếu vắng đi tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 cầu thủ như là Tommy này, Sakon Milot, Karajic, Futrik cùng với lại vị trí của Amada. Còn về phía các cầu thủ Mai 05 thì trong trận bóng này thì họ cũng sẽ thiếu vắng đi 3 vị trí. Đó là Rusty, Tower và Lukskokui. Thì cái đội hình này nếu như về so về lực lượng thì trong thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Stuttgart lại đang thiếu vắng nhiều hơn so với lại các cầu thủ Mai 05. Và với cái phong độ thi đấu không được ổn định cho mình nữa thì liệu rằng là Stuttgart có thể vùng lên được hay không, có thể chấm dứt được cái mạch khủng hoảng trong thời điểm hiện tại hay không. Chúng ta sẽ thông qua luôn về cái tỷ lệ kèo trong thời điểm hiện tại để từ đó mà chúng ta có thể suy ra được là trong thời điểm hiện tại chúng ta sẽ đi được cái kèo nào là ok và hợp lý nhất. Trong thời điểm hiện tại, nhà cái đang đánh giá các cầu thủ Mai 05 sẽ cao hơn một chút và chấp các cầu thủ Stuttgart 0.25. Tài xỉu trong trận bóng này là tài xỉu 2.5 và trong hiệp 1 hai đội bằng bóng, tài xỉu trong hiệp 1 là 1 hòa. Chúng ta sẽ phân tích về tỷ số cũng như là góc trước khi mà chúng ta đưa đến cái kèo chính các bạn nhé. Thì ở trong trận bóng này những cái kèo tỷ số các bạn có thể nhìn thấy nó rất là cân, nó không là chênh lệch nhau quá là nhiều. Những cái tỷ số chiến thắng dành cho cả hai đội thì đều ăn lần khoảng từ 7.8 này, từ 7.8 cho đến 10 trong ba cái tỷ số là 1-0, 2-0 và 2-1 nghiêng về cả hai đội. Thì ở trong trận bóng này cái kết quả hòa 1-1 là một trong những cái kết quả mà tỷ lệ ăn thấp nhất, chứng tỏ là cái nhà cái cũng đang hướng về một cái trận hòa ở trong trận bóng này. Ở những cái tỷ lệ hòa như là tỷ số 1-1 hay tỷ số 2-2 hay thậm chí là tỷ số 1-0 thì ăn những cái tỷ lệ nó không chênh lệch nhau quá là nhiều. Thì ở trong trận bóng này thì mình đang nghĩ đến một kết quả hòa có nhiều bàn thắng, thì từ 2 bàn thắng trở lên thì chúng ta có thể đánh cái kết quả hòa 2 đều, thậm chí là hòa 3-3 trong trận bóng này các bạn nhé. Góc thẻ ở trong trận bóng này thì như thế nào trong thời điểm hiện tại? Tài góc trong hiệp 1 là 4.5, còn tài góc trong cả trận là 9. Các cầu thủ Mai 05 chấp trong hiệp 1 là 0.25 góc và cũng trong cả trận cũng vậy luôn. Thì ở trong trận bóng này để mà đi một cái kèo tài góc cả trận mình đánh giá là có, tại vì là hai đội thi đấu với một cái đội hình khá là ổn định và thực sự ra là như Stuttgart trong thời điểm hiện tại họ cũng bắt buộc phải vùng dậy thôi, cũng không còn gì để mà mất nữa. Một là vùng dậy lại được lấy điểm vượt lên top trên, hai là thi đấu theo kiểu như thế này nữa thì chắc chắn là họ sẽ xuống hạng mà thôi. Đấy, chính vì vậy thì ở trong trận bóng này chúng ta cũng có thể là đi cho mình cái tài góc trong cả trận nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái kèo bóng chính này. Quay lại cái kèo bóng chính thì ở trong trận bóng này trong thời điểm hiện tại với cái kèo tài xỉu 2.5 cùng với lại hiệp 1 là tài xỉu 1 hòa thì hoàn toàn anh em có thể đặt niềm tin vào tài ở trong trận bóng này. Chúng ta có thể đi cái kèo tài trong hiệp 1 là đặt 1 ăn 9.20 và tài ở trận là đặt 1 ăn 9.10. Thì những cái này nó cũng khá là ok để cho anh em có thể lựa chọn. Còn trận bóng này thì thực ra là mình đang nghĩ nhiều đến hơn đến một cái kết quả hòa, khả năng là Stuttgart sẽ có một kết quả hòa trước Mai 05. Nếu như chúng ta đặt Stuttgart thì chúng ta sẽ ăn nửa tiền. Chính vì vậy thì ở trong hiệp 1 chúng ta có thể nằm bóng Stuttgart nhẹ nhàng anh em nhé. Thì đây là những cái kèo bóng mà mình đang hướng và mình đang đẩy cho tất cả anh em. Thì anh em nào mà muốn có thêm những kèo bóng khác nữa, muốn có một cái nhóm bóng đẩy kèo 24/7 với tỷ lệ win cao thì anh em hãy kết bạn Telegram cũng như là Zalo của mình, để mình sẽ đưa các bạn vào trong nhóm đẩy kèo 24/7 và hướng dẫn các bạn chơi trên cái trang bóng uy tín và nạp rút tiền qua thẻ ngân hàng. Ok, thì có những ngày nào đây mình cũng sẽ thông báo luôn cho anh em là những ngày nào nếu như mà mình bận ấy, mình không thể lên được cái video thì mình cũng sẽ đẩy cái kèo ở trên cái tab cộng đồng cho anh em để anh em có thể theo dõi, nó cũng sẽ có thông báo như bình thường. Đây thì mình sẽ chuyển sang cho anh em nhé. Đây anh em sẽ tab cộng đồng như ngày hôm qua khi mà mình lên đây mình hôm qua mình còn nhắn tin là hôm nay hơi bận nên không lên video được, thì nhẹ nhàng hai trận bóng tối nay thì cái kèo bóng ngày hôm qua đây. Đây là cái kèo bóng hôm qua mình cho tất cả anh em. Đây cũng có một bạn vào comment rồi thì nhiều anh em cũng không biết đến những cái này thì anh em có thể theo dõi ở đây. Thì ngày hôm qua Galatasaray và kèo tài này thì ăn full này. Đấy Bayern Liverpool Sen cũng vậy các bạn nhé. Đấy thì đây là hai cái kèo ngày hôm qua của hai trận bóng hôm qua mình cho anh em cũng ăn full. Những cái này thì nói chung là không thể chỉnh sửa được anh em ạ, không thể chỉnh sửa được. Đấy thì có những ngày nào mà không
có thể nào mà cho anh em những cái kèo trực tiếp ấy, thì mình sẽ lên những cái bài viết ở cái tab cộng đồng này cho anh em. Ở đây thì mình cũng có lên những cái bài viết, bài đăng. Bên cạnh đó thì trong thời gian gần đây ấy, thì các bạn cũng biết rằng là mình cũng lên cái website kèo bóng 368.com, thì đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em một số cái để chúng ta có thể theo dõi nhé. Đây thì mình đánh luôn ở đây cho anh em theo dõi này. Đây anh em nhé, anh em chỉ cần gõ vào này kèo bóng, đây mình có sẵn này kèo bóng 368.com, enter thì nó sẽ ra cái giao diện trang chủ của mình đây. Và ở đây các bạn chỉ cần ấn vào thứ nhất là nếu như tin bóng đá thì ra các cái bài nhận định hàng ngày của mình viết, còn về nhận định soi kèo thì mình sẽ ra các cái video hàng ngày của mình. Đây thì vẫn hiệu ấn tin bóng đá này thì ở đây có đầy đủ các cái thông tin trong cái thế giới túc cầu, mình sẽ cập nhật lên trên này cho tất cả anh em cùng theo dõi. Đây, ngày nào cũng có rất nhiều bài viết anh em nhé. Còn nhận định dự đoán đẩy kèo thì nó sẽ là những cái video nhận định ở trên kênh YouTube của mình đẩy lên trên này cho anh em theo dõi và theo kèo trên này. Anh em có thể ấn xem trực tiếp ở trên này luôn, cũng không cần nhất thiết là phải vào trong kênh YouTube thì theo dõi ở trên này thì nó sẽ tiện hơn. Nhưng có một cái điều dở là trong này thì nó sẽ không có thông báo. Đấy, còn anh em nào khi anh em đăng ký tài khoản ở đây cũng được này, rồi sau khi đăng ký xong thì anh em chỉ cần cung cấp lại cho mình cái tên đăng nhập, mình sẽ đưa các bạn vào trong nhóm luôn. Đấy, hướng dẫn thì ở đây cũng có đầy đủ các cái video hướng dẫn cùng các bài hướng dẫn đăng ký mở khóa nạp tiền, đăng ký tài khoản bóng Hubet và đăng ký hướng dẫn cách nạp tiền Hubet ấy, thì nó có đều có hết ở trên này cho anh em, để anh em hãy theo dõi những cái ở trên này của mình. Thì ok, thì chắc là video này mình sẽ dừng lại ở đây. Thì anh em nào thấy những cái nhận định của mình là hay, mọi dự đoán của mình là chính xác, thì hãy để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh. Anh em hãy ấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo.